Các bác nhá, các bác nào đang muốn tậu chơi mình một chiếc xe Vios đúng không ạ? Mà có mệnh mộc đúng không ạ? Thì em hôm nay giới thiệu cho một cho các bác một chiếc Vios là màu xanh ngọc lục bảo hoặc là màu xanh lá cây ấy. Cái phiên bản này sẽ có giá rất ưu đãi, nếu mà các bác nào chọn cái màu này thì sẽ có mức giá ví dụ như phiên bản này là bản số tự động 3 túi khí thì mức giá là 531 triệu thì nếu các bác chọn màu này thì cái giá sẽ chỉ có 521 triệu thôi. Đấy. Ví dụ số sàn là 478 là giá niêm yết thì chọn cái màu này chỉ còn là 468 thôi. Thì màu này thì nó sẽ khá là thực ra là hơi khó đi. Nên bác nào mà có nhu cầu thì có thể gọi em. Đây là cái màu nguyên bản của xe nhé, không phải sơn lại nhé. Nhưng mà vì là ít người đi nên có thể là ít người biết là Toyota có cái màu xanh xanh lục, xanh ngọc lục bảo này. Thì bác nào muốn mua xe rẻ hơn từ khoảng 5 đến 10 triệu so với bình thường thì có thể gọi theo số line là 0825 933 555.